Ryo Ogami, kiếm sĩ lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm nhất trong số Double God, nếu không tính những thực thể bất hoại như Fajion lẫn quan kiếm sĩ. Ông ấy là người dày dặn kinh nghiệm, được đào tạo kỹ lưỡng để trở thành Corrobutter kế nhiệm, luôn tin tưởng mình là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Lần đầu xuất hiện trong series 9 khi ông được phái tới để hỗ trợ Saber lẫn Black để chống lại Golem Magic. Với sức mạnh hủy diệt từ thanh đại kiếm, ông dễ dàng đánh bại tên Magic. Cũng trong trận chiến này, ông đã nhìn thấy Thomas, người kế thừa liệt hỏa kiếm, và chẳng tin Thomas chỉ là một tiểu thuyết gia mà có thể trở thành một kiếm sĩ, một kẻ chẳng có bất kỳ sự đào tạo nào từ Sword of Logos. Ogami là một kiếm sĩ kiêu hãnh, ông luôn đặc biệt quan tâm tới người con trai yêu quý của mình. Mặc dù luôn cho cậu ấy xuất hiện cùng với mình, nhưng không bao giờ để con trai mình gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Do sức mạnh quá lớn của bản thân, ông thường xem thường tất cả những chuyện đang xảy ra, và thậm chí là coi thường những người đồng đội như Thomas và Rintaro, những kẻ mà có lẽ ông xem là yếu đuối. Xuất hiện với thanh thổ kiếm khổng lồ cùng quyển Wonder Book Genbu Shinwa, ông đã chuyển hóa thành Commander Buster, đúng với tên gọi của mình, như một khẩu đại pháo hạng nặng, cơ thể đồ sộ được bao phủ lớp mai rùa, tông màu chủ đạo không phải là nâu của đất mà là màu xám cứng chắc như một lớp vảy thép, cùng với đó là bộ giáp đen phía bên trong và những chi tiết nâu điểm tô cho sức mạnh của thổ. Đôi mắt lớn, gương mặt sắc sảo cũng như thanh gươm không nằm hướng về phía trên mà nằm ngang, thể hiện uy lực khổng lồ của nó khi chém là biểu tượng của gương mặt của Buster. Tạo hình cũng cho chúng ta thấy tốc độ không phải là thế mạnh của Buster, mà sẽ là những cú ra đòn cực mạnh bằng chính sức lực của ông cũng như vũ khí thành thổ kiếm. Từng nhát chém của thổ kiếm như những cú dặm khủng khiếp từ một con rùa khổng lồ giáng vào người của kẻ thù. Từng ròn tấn công đầy sự uy mãnh cũng như lớp phòng thủ tuyệt đối từ vỏ rùa khiến ông trở thành một kiếm sĩ vô cùng khó chịu khi kẻ thù phải đối mặt. Đòn tất sát với thanh đại kiếm Grand Judgment Cut, đá từ không trung sẽ rơi xuống bao phủ hành thổ kiếm, giúp phóng to kích thước của nó, đã to nay càng to hơn. Nguồn năng lượng màu cam nhạt của đất bao phủ lấy lưỡi kiếm của Buster, sau đó ông giáng một trảm kích vào người kẻ thù, nghiền nát chúng với sức mạnh khổng lồ từ đất đá.